Một cây thương dài làm từ xương thú vút ngang không khí, tiếng rít xé toạc không gian, thẳng hướng điểm yếu. Từ hốc mắt màu xám trắng dễ tổn thương của con tê giác xuyên qua đầu, trong chớp mắt kết liễu mạng sống của hắn. Không kịp phản kháng, cũng không kịp trốn tránh. Mấy con tê giác thậm chí còn chưa nhìn rõ, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy thân hình to lớn của tộc trưởng ầm ầm đổ xuống, tạo nên một màn bụi mù. Lục Trạm vung tay lên, rút cây thương ra, vẩy vẩy chất bẩn dính trên đó, từng bước chậm rãi tiến về phía bọn chúng. Đến lượt bọn chúng rồi. Sắc mặt hắn đen đến đáng sợ, như diêm la giáng thế. Mấy con tê giác sợ vỡ mật, cứng đờ tại chỗ, trong đầu không dám nảy sinh ý nghĩ phản kháng, không dám nhúc nhích. Tộc trưởng, chết rồi. Cứ như vậy dễ dàng chết rồi sao? Tộc trưởng mạnh mẽ nhất đã trở thành một cái xác im lìm, mất đi thủ lĩnh, tinh thần của lũ tê giác trực tiếp rơi xuống đáy vực. Không còn vẻ kiêu ngạo không ai bì nổi ban nãy, từng con trở nên hoảng loạn. Nhìn thấy Lục Trạm đã đi đến gần, một con tê giác màu xám run rẩy toàn thân, mất đi lý trí, liều lĩnh lao thẳng về phía hắn. Chết đi! Hắn gầm lên, như thể muốn tự cổ vũ tinh thần, hung hăng lao tới, nhưng lại lao vào khoảng không. Giây tiếp theo, trước mắt tối sầm. Động tác của Lục Trạm dứt khoát gọn gàng, không hề dây dưa, giải quyết xong mục tiêu thứ hai, lại thẳng hướng mục tiêu thứ ba. Những kẻ muốn bắt nạt Niên Niên đều đáng chết. Một trận cuồng phong ập đến, mùi máu tanh lan tỏa khắp nơi. Không chỉ thú nhân tộc tê giác bị nỗi sợ hãi bao trùm, mà ngay cả những người trong bộ lạc sói cũng đều ngây người. Bọn họ nấp trong bụi cây, chứng kiến cảnh tượng chấn động này, mắt tròn mắt dẹt, không nói nên lời. Đáng sợ quá! A Trạm vậy mà lại hung tàn như vậy sao? Có lẽ là do ấn tượng cố hữu hình thành từ trước đến nay. Mọi người đều cho rằng Vu Sư là người thông minh trí tuệ, nhưng thể chất yếu đuối, cần được bảo vệ, thậm chí không cần phải tự mình săn bắn, chỉ cần nhận sự cung phụng của bộ lạc là được. Lục Trạm quả thực rất ít khi tranh đấu với người khác. Trước khi kết đôi với Niên Niên, hắn cũng rất ít khi tự mình săn bắn. Hắn quanh năm sống tách biệt, đơn độc một mình, đối với bất kỳ ai cũng là thái độ nhạt nhòa. Lúc này, mọi người tự hỏi, dường như họ thật sự không hiểu rõ Vu Sư của mình. Vậy nên, đây mới là bộ mặt thật của hắn sao? Nhìn cảnh tượng nam nhân trước mặt cuồng bạo tàn sát kẻ thù, A Mặc cảm thấy như mình đang nhìn một người xa lạ, khó khăn nuốt nước bọt. Hắn lúc trước rốt cuộc là làm sao dám làm tình địch với A Trạm chứ? Thật là gan to. Không chỉ A Mặc, mỗi người đều không nhịn được bắt đầu tự kiểm điểm, hồi tưởng xem trước đây mình có từng đắc tội Vu Sư hay không, chỉ cần nghĩ đến một chút lỗi lầm, liền cảm thấy sau lưng lạnh toát, cổ cũng hơi lạnh. Tiểu Ly và Yến Yến là người chột dạ nhất, cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu. Trước đây khi theo đuổi Vu Sư, bọn họ đã làm không ít chuyện ngu ngốc. Nghĩ đến việc mình còn từng khiêu khích Niên Niên trước mặt, Tiểu Ly không khỏi run cả bốn chân, lông dựng đứng. Tất cả mọi người đều cứng đờ tại chỗ, mãi đến khi Niên Niên khẽ ho một tiếng nhắc nhở, mới hoàn hồn. Lên đi, xông lên, các nam nhân vội vàng xách thương, nhảy ra khỏi bụi cây, xông lên giúp đỡ, giải quyết toàn bộ những con tê giác đang tứ tán chạy trốn. Chết mất mấy đồng loại lợi hại nhất, tâm lý của những con tê giác còn lại đã hoàn toàn sụp đổ, mất hết ý chí, không còn sức phản kháng. Để tạo ấn tượng tốt trước mặt Lục Trạm, các nam nhân tộc sói ai nấy đều biểu hiện dũng mãnh hơn người. Chán đấu kết thúc nhanh hơn dự kiến. Con tê giác cuối cùng lảo đảo ngã xuống, tắt thở. Lục Trạm dùng đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng quét nhìn xung quanh, xác nhận không còn kẻ nào lọt lưới. Tất cả những kẻ đáng chết đều đã trở thành vong hồn, mới chậm rãi thở ra một hơi, cảm xúc bực bội cuối cùng cũng được giải tỏa, dần dần biến mất. Ngẩng đầu lên, hắn phát hiện bầu không khí kỳ lạ, mọi người đều né tránh ánh mắt, dường như đều sợ hắn, không dám đến gần. Bỗng nhiên, Lục Trạm ý thức được điều gì đó. Hắn cúi đầu, nhìn thấy vết bẩn trên tay mình, trong lòng đột nhiên giật thót. Nhớ lại dáng vẻ đáng sợ của mình lúc nãy, một nỗi sợ hãi muộn màng dâng lên trong lòng. Niên Niên, Niên Niên cũng đã nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Liệu nàng có sợ hắn, ghét bỏ hắn, không cần hắn nữa không? Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, Lục Trạm tuyệt vọng nhắm mắt lại, tay buông lỏng, cây thương bục một tiếng rơi xuống đất. Nam nhân cao lớn đứng đó, cả người toát ra vẻ bất lực, trông còn yếu đuối hơn những người xung quanh vài phần. Một bàn tay mềm mại bỗng nhiên phủ lên mu bàn tay hắn. Niên Niên. Lục Trạm cả người chấn động, không dám tin mở mắt ra, phát hiện Niên Niên muốn ôm lấy hắn, vội vàng lùi lại mấy bước tránh né. Đừng, ta bẩn lắm. Hắn không dám để Niên Niên đến gần mình, sợ nàng ngửi thấy mùi máu tanh khó chịu, càng không dám để nàng nắm tay mình, lúng túng giấu hai tay ra sau lưng. Ta không thích giết chóc, ta chỉ là... Ta biết, Niên Niên cắt ngang lời bào chữa lắp bắp của hắn, ngươi chỉ là quá tức giận vì bọn họ muốn sỉ nhục ta.
Bạn đời của nàng tất nhiên không phải là kẻ ác thích giết chóc, cũng không phải là người tính tình nóng nảy, hung dữ. Sống chung mấy chục năm, tâm trạng của Lục Trạm ổn định đến mức nào, nàng rõ hơn ai hết. Mọi chuyện vừa rồi chỉ là do lũ tê giác kia vừa vặn chạm đến giới hạn của hắn, châm ngòi cho khu vực cấm địa của hắn. Niên Niên đưa tay lên, động tác nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt Lục Trạm. Ánh mắt nàng kiên định và dịu dàng, không hề sợ hãi, cũng không có chút ghê tởm. Giết chết những kẻ này là để bảo vệ nàng, cũng là bảo vệ những người khác, Lục Trạm không làm sai điều gì cả. Đối mặt với kẻ ác, quỳ xuống cầu xin chỉ càng bị ức hiếp thảm hại hơn, chỉ có lấy bạo chế bạo mới có thể giải quyết vấn đề. Từ khoảnh khắc lũ tê giác kia đuổi theo bọn họ, giữa bọn họ đã là kẻ thù không đội trời chung, không ngươi chết thì ta sống. Tay ngươi bị thương à? Niên Niên nắm tay Lục Trạm mấy lần, thấy hắn cứ tránh né, liền không nói hai lời nắm chặt lấy, cẩn thận kiểm tra, không thấy vết thương, mới thở phào nhẹ nhõm. Phía trước có một con sông, ta đi cùng ngươi rửa tay sạch sẽ. Lục Trạm bị nàng dắt đi, ngoan ngoãn theo sau nàng, giống như một con chó trung thành khúm núm trước nàng. Nhìn bóng lưng hai người một trước một sau, mọi người im lặng vài giây, nỗi sợ hãi trong lòng bỗng nhiên tan biến. Hình như cũng không có gì đáng sợ cả. Bầu không khí nhanh chóng trở lại bình thường, sôi nổi trở lại. Các nam nhân dọn dẹp chiến trường, thu dọn vũ khí, đều đến bên sông tự mình làm sạch, sau đó lại biến thành hình thú, kéo hành lý, tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn, tiếp tục gấp rút lên đường. Kênh kênh lượn vài vòng trên cao, lao xuống đất, mổ vào thức ăn mới ra lò. Rừng cây xào xạc, cỏ cây lay động, một đàn khỉ tiên tiên lao tới, cuối cùng cũng xuất hiện, nhìn cảnh tượng trước mắt, đều rơi vào trầm mặc. Tộc sói vậy mà lại lợi hại như vậy. Thật hay giả, ngay cả tộc tê giác cũng không đánh lại bọn họ. Không đánh lại thì thôi đi, vậy mà còn bị diệt sạch, một tên cũng không chạy thoát. May mà tộc trưởng sáng suốt, nấp ở phía sau, nếu không chúng ta chẳng phải cũng sẽ gặp nạn sao. Lũ khỉ nịnh bợ tộc trưởng, cẩn thận hỏi, chúng ta còn tiếp tục đuổi theo nữa không? Hay là thôi đi? Không được, không thể cứ thế bỏ qua cho bọn họ. Hai cha con bị vạch trần màn kịch nhảy dựng lên, nói gì cũng không chịu đồng ý từ bỏ. Bọn họ vây quanh tộc trưởng, không ngừng thuyết phục kích động, nhất định phải tìm con sói tuyết và con thỏ nhỏ kia để chút giận mới cam lòng. Sắc mặt tộc trưởng biến ảo khó lường, suy nghĩ cân nhắc một hồi, cuối cùng lên tiếng, các ngươi nhiệt tình như vậy, vậy giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Có địch tập kích. Dục vọng trong mắt Lục Trạm nháy mắt biến mất, hắn vội vàng kéo quần áo vứt trên giường, bọc Niên Niên lại cẩn thận. Nàng trốn trong nhà, chờ ta trở về, hắn dặn dò vội vàng, vừa nói vừa xách vũ khí ra ngoài. Bên ngoài đã hỗn loạn. Tộc trưởng tộc khỉ trốn trên cây đại thụ sum suê, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Vốn đã bàn bạc kỹ kế hoạch tập kích, nhưng lũ tê giác vừa phát động tấn công, lại lần lượt rơi vào hố sâu, trong hố không biết có thứ gì, đâm cho chúng kêu gào thảm thiết. Bẫy dập tự nhiên không thể giải quyết hết trăm con tê giác, nhưng đội hình của chúng vừa bị đánh tan, liền bắt đầu mất lý trí chạy tán loạn, hoàn toàn không ăn ý phối hợp, trật tự như bộ lạc sói. Chỉ vừa giao chiến, thắng bại đã rõ ràng. Đi, chúng ta đi, tộc trưởng tộc khỉ lập tức quyết đoán, mặc kệ bao nhiêu mưu tính cho ngày hôm nay, bao nhiêu thời gian lỡ dở trên đường, vội vàng gọi tộc nhân, chúng ta mau đi thôi. Công sức đổ sông đổ biển tuy đáng tiếc, nhưng bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất. Lợi dụng lúc tộc sói bận rộn đối phó với tộc tê giác, chưa chú ý đến sự tồn tại của bọn họ, hiện tại bọn họ còn có thể chạy thoát, chậm trễ nữa sẽ không kịp. Tiếng xe gió sắc bén đột nhiên ập đến. Tộc trưởng tộc khỉ phản ứng rất nhanh, theo bản năng xoay người né tránh, thuận tay kéo một con khỉ bên cạnh làm bia đỡ đạn. Chỉ nghe thấy phụt một tiếng nhẹ, con khỉ chắn phía trước tắt thở, từ trên cành cây thẳng tắp rơi xuống. Trong nháy mắt, tộc trưởng toát mồ hôi lạnh. Thứ đó là gì? Từ xa, hắn chạm mắt với một nam nhân tộc sói, ánh mắt đối phương lạnh lẽo, trên tay cầm vũ khí kỳ quái. Hắn không nhận ra đó là thứ gì, nhưng có thể thấy đối phương đang nhắm vào hắn. Lông toàn thân tộc trưởng dựng đứng, quay đầu bỏ chạy. Bọn họ bị phát hiện rồi. Hắn cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không đúng. Bộ lạc sói vậy mà đã chuẩn bị sẵn sàng, không chỉ huấn luyện đối phó với tê giác, dường như còn đoán được bọn họ sẽ đến. Niên Niên đã từng dặn dò, bắt giặc phải bắt vua trước. Nam nhân tộc sói phụ trách bắn tên nhìn chằm chằm vào tộc trưởng tộc khỉ, không tấn công người khác, chỉ đuổi theo hắn, mũi tên liên tiếp bắn ra, chuyên tâm muốn lấy mạng hắn. Tộc trưởng may mắn né được một lần, đuôi bị sượt qua, vừa đau vừa căng thẳng, mồ hôi đã ướt đẫm lưng. Hắn liều mạng chen vào đám đông, mặc kệ những lưỡi dao sắc bén bay vun vút trên không cướp đi bao nhiêu sinh mạng tộc nhân, chỉ cần hắn có thể sống sót là được. Trước đây, hắn tự cho mình là người thông minh nhất trên toàn bộ lục địa, chưa bao giờ coi người của các bộ lạc khác ra gì, kể cả vu sư của mỗi bộ lạc,
đều coi là lũ ngu ngốc. Nhưng giờ phút này, hắn bỗng nhiên mất đi sự tự tin trước đây. Rốt cuộc là ai thông minh như vậy, có thể đoán được kế hoạch của hắn, còn nghĩ ra vũ khí tinh vi như vậy để đối phó với bọn họ? Là con thỏ nhỏ tên Niên Niên kia. Nhất định là nàng. Tộc trưởng thở hổn hển, càng chạy càng chậm, có chút không chịu nổi, liên tiếp mấy con khỉ bị bắn trúng bỏ mạng. Những con khỉ khác cũng không ngốc, đã nhận ra tộc trưởng đang dùng bọn họ làm lá chắn sống, từng con đều tránh xa. Lại một mũi tên xương bay tới. Tộc trưởng hoảng sợ, nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy một con khỉ nhỏ tuổi di chuyển chậm chạp chưa kịp chạy xa, vội vàng nhào tới. Chít! Con khỉ nhỏ quá gầy yếu, không thể cản được mũi tên đang lao tới. Mũi tên xuyên qua người nó, lực xung kích không hề giảm bớt, đâm trúng bụng tộc trưởng. Cơn đau dữ dội và nỗi sợ hãi ập đến cùng lúc, tay tộc trưởng run lên, không nắm được cành cây, rơi thẳng xuống dưới. Một mũi tên xương chính xác ghim chặt hắn vào thân cây. Tướng chết quân tan, thủ lĩnh vừa chết, lũ khỉ mất đi chỗ dựa, chạy trốn có, đầu hàng có, không còn dã tâm tranh giành lãnh thổ, chỉ còn lại lời cầu xin hèn mọn. Trận chiến giữa tộc sói và tộc tê giác cũng sắp kết thúc. Lục Trạm nhanh chóng giải quyết xong, đá bay con tê giác cuối cùng, ném vũ khí xuống, đến bên sông rửa tay. Xác nhận đã rửa sạch sẽ, không còn ngửi thấy mùi máu tanh khó chịu nào, mới hài lòng xoay người đi về phía hang động. Nhưng một bóng dáng lại bước ra từ hang động trước. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió rít. Sắc mặt Lục Trạm xa sầm, lạnh như băng, là ngươi, là ta, cha của con khỉ gây rối bị vạch trần lúc trước cầm một con dao xương, kề vào cổ Niên Niên, bắt cóc nàng. Tiểu giống cái yếu ớt đáng thương, bị hắn đẩy về phía trước, trông như tùy thời có thể ngã quỵ. Lưỡi dao xương sắc bén kề sát làn da mỏng manh của nàng, hai cổ tay mảnh khảnh đều bị trói chặt, không thể biến thành hình thú chạy thoát. Nhìn cảnh tượng này, Lục Trạm cảm giác trái tim như bị một bàn tay to lớn bóp nghẹt, mất đi khả năng hô hấp. Mắt hắn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào kẻ bắt cóc, hận không thể xé hắn thành mảnh nhỏ. Ánh mắt đáng sợ đó khiến cha con khỉ vô thức rùng mình. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại bình tĩnh, cười lạnh một tiếng, ngươi muốn giết ta. Chỉ cần ngươi dám tiến lên một bước, ta sẽ giết nàng trước. Hắn nắm chắc điểm yếu của con sói tuyết này, dùng dao xương di chuyển qua lại trên cổ Niên Niên. Như ý muốn nhìn thấy Lục Trạm theo động tác của hắn lộ ra vẻ căng thẳng, không khỏi cười lớn khoái trá, dáng vẻ kiêu ngạo. Ngươi muốn làm gì? Tộc trưởng miễn cưỡng bình tĩnh lại, lên tiếng hỏi. Giết nàng, ngươi cũng sẽ chết, không được lợi ích gì cả. Hắn cố gắng khuyên đối phương thả Niên Niên, thả nàng ra đi, bất kể ngươi muốn gì, chúng ta đều sẽ cố gắng đáp ứng. Chỉ cần là thứ tộc sói có thể lấy ra, bọn họ đều nguyện ý đưa ra để đổi lấy mạng sống của Niên Niên. Cho dù hắn muốn cả vùng đất này cũng được. Vậy sao? Cha con khỉ lắc đầu chậc lưỡi. Hắn giơ tay chỉ vào Lục Trạm, trong mắt lộ ra vẻ ác ý mười phần. Vậy ngươi trước tiên hãy bẻ gãy một ngón tay của mình, thế nào? Bắt đầu từ ngón tay, sau đó đến một cánh tay, một cái chân, một con mắt. Hắn muốn từ từ hành hạ con sói tuyết này. Cảm giác nắm trong tay kẻ mạnh tùy ý đùa bỡn, thật sự khiến người ta say mê. Hắn không muốn xu xương, không muốn thức ăn, cũng không muốn lãnh thổ. Từ khoảnh khắc con trai hắn bị tộc trưởng kéo ra làm bia đỡ đạn chết đi, hắn chỉ muốn giết người, muốn nhìn thấy người khác cũng đau khổ như hắn. Vừa hay, hắn đã nắm được nơi ở của đôi tình nhân này, cũng biết con thỏ nhỏ kia đang trốn một mình ở nhà, thừa dịp nàng không đề phòng, quả nhiên thành công ra tay. Xung quanh, im lặng như tờ. Lục Trạm im lặng 2 giây, tay phải nắm lấy ngón út tay trái, dứt khoát bẻ ngược ra sau. Tiếng xương gãy giòn tan truyền vào tai, mọi người đều rùng mình, hít sâu một hơi. Niên Niên trợn to hai mắt. A Trạm, câm miệng, không được nói chuyện, kẻ bắt cóc hung dữ uy hiếp, giơ tay định bịt miệng nàng. Đừng chạm vào nàng, Lục Trạm lạnh lùng nói, ngươi còn muốn làm gì, cứ nhằm vào ta. Hắn đương nhiên biết cho dù mình có phối hợp thế nào, cuối cùng đối phương cũng sẽ không tha cho Niên Niên. Nhưng tạm thời chỉ có thể kéo dài như vậy, tìm được cơ hội mới có thể giải cứu nàng. Được được được, cha con khỉ liên tục nói mấy chữ được, ta muốn ngươi bẻ gãy cánh tay phải của ngươi. Lục Trạm không do dự, giơ tay nắm lấy vai mình. A Trạm, tộc trưởng nhíu mày, lắc đầu không đồng ý. Một ngón tay thì không sao, nếu mất đi một cánh tay, vậy thì thật sự trở thành phế nhân rồi. Ít nói nhảm, cha con khỉ thúc giục, nhanh lên. Mắt hắn sáng rực, hưng phấn nhìn chằm chằm Lục Trạm, không muốn bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của hắn, mong chờ màn trình diễn tiếp theo. Không biết từ lúc nào, tay hắn hơi lỏng ra, lưỡi dao dịch chuyển đôi chút, cách cổ Niên Niên một khoảng, không còn kề sát nữa. Cánh tay hắn không bị gãy, không ảnh hưởng đến việc săn bắn và làm việc, nhưng ngón tay hắn thật sự đã bị gãy. Không phải chỉ đơn giản là chật khớp, tuy không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống,
nhưng nhìn quả thật không đẹp mắt. Đối với giống đực vốn có ý thức phòng bị nguy hiểm rất cao, một chút tàn tật nhỏ cũng đủ làm lung lay sự tự tin của hắn. Lục Trạm hy vọng bản thân mãi mãi hoàn hảo, hình người thì vóc dáng cường tráng, hình thú thì bộ lông xù xì, tốt nhất là mỗi một chỗ đều phải hợp với gu thẩm mỹ của bạn đời. Niên Niên trước đây rất thích bàn tay của hắn. Nàng luôn chủ động nắm tay hắn, có những lúc đặc biệt, nàng còn thích thú kéo tay hắn đặt lên người mình, thám hiểm khắp nơi. Nhưng bây giờ, tay hắn đã không còn lành lặn. Lục Trạm nuốt nước bọt, cố gắng nén lại nỗi buồn bực trong lòng, đưa tay phải ra. May mắn thay, hắn còn một bàn tay lành lặn. Ta muốn cái này, Niên Niên chỉ vào tay trái của hắn, không nói hai lời liền kéo qua. Trong nháy mắt, cơ bắp cánh tay Lục Trạm căng cứng, cả người cứng đờ, nhưng vẫn thuận theo lực của nàng, không hề phản kháng. Trốn tránh được nhất thời, nhưng không thể trốn tránh cả đời. Nếu Niên Niên muốn xem, vậy thì cứ xem. Có đau không? Niên Niên nhẹ nhàng ấn vào vết thương của hắn, xem xét tình trạng xương. Lục Trạm cúi đầu, vẻ mặt cam chịu nhẫn nhịn, lại có chút tủi thân, không đau. Nỗi đau thể xác không bằng một phần chua xót trong lòng. Hắn không hối hận vì Niên Niên mà bị thương, chỉ càng hận bản thân vụng về, không bảo vệ tốt cho nàng. Có lẽ đây chính là hình phạt mà thú thần dành cho hắn. Nhưng Niên Niên dần dần dịu đi, có thể chữa khỏi, đừng lo lắng. Nàng vòng tay ôm lấy eo rắn chắc của bạn đời, áp mặt vào ngực hắn, nghe nhịp tim hắn đập càng lúc càng nhanh, dường như cảm xúc rất kích động. Niên Niên không nhịn được ôm hắn chặt hơn. Rõ ràng hắn rất để ý đến bàn tay của mình, nhưng vẫn không chút do dự lựa chọn làm mình bị thương vì nàng. Sư mẫu, người nói thật sao? Một cái đầu sói giống Husky đột nhiên thò ra, phá vỡ bầu không khí nồng nàn, xương gãy cũng có thể lành lại sao? Lục Trạm. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, lặp đi lặp lại mấy lần, mới miễn cưỡng kìm nén ý định đánh chết tên đồ đệ bất hiếu này. Alam còn chưa biết mình vừa suýt chút nữa gặp phải tai họa, ngây ngô thè lưỡi cười ngốc nghếch, chạy vòng quanh Niên Niên. Sư mẫu, người thật lợi hại, thảo nào sư phụ lại nghe lời người như vậy. Lúc sư phụ không nghe lời, người có đánh hắn không? Hắn từng nghe thấy mỗi đôi tình nhân trong bộ lạc cãi nhau, thậm chí có người còn đánh nhau, nhưng sư phụ sư mẫu ở bên nhau lâu như vậy, vẫn luôn hòa thuận. Sư phụ cái gì cũng nghe lời sư mẫu, nhất định là đã bị đánh cho tâm phục khẩu phục rồi. Niên Niên không nhịn được, bật cười thành tiếng, A Trạm rất ngoan, ta không đánh hắn. Thực ra đôi khi cũng đánh vài cái. Nhưng đó đều là những lúc đặc biệt, Lục Trạm đôi khi rất quá đáng, nàng hoặc là cố ý hoặc là vô tình, đều sẽ để lại vết cào và vết cắn trên cơ bắp đẹp đẽ của giống đực. Chuyện riêng tư này, không cần thiết phải nói với trẻ con. Lục Trạm và Niên Niên không hẹn mà cùng nghĩ đến một chỗ, ánh mắt chạm nhau, đều có chút đỏ mặt, ngực nóng bừng. Tối nay bọn họ vốn định làm chút chuyện gì đó, chỉ là bị tình huống bất ngờ làm gián đoạn. Vừa trải qua một trận ác chiến, cơ thể vốn dễ bị kích động của giống đực trẻ tuổi lại càng hưng phấn hơn, vừa nghĩ đến chuyện đó, liền có chút bồn chồn, muốn giải tỏa năng lượng dư thừa. Nhưng Alam hoàn toàn không hiểu ý, không đọc được không khí, cứ lẽo đẽo theo sau Niên Niên hỏi han đủ thứ, vô cùng tò mò về phương pháp nối xương. Hắn ham học hỏi như vậy, Niên Niên đương nhiên không tiện đuổi khách, trước mặt hắn, vừa băng bó cho Lục Trạm, vừa kiên nhẫn giải thích. Xử lý xong hậu quả, trời đã tờ mờ sáng, một đêm cứ thế trôi qua. Alam đắm chìm trong biển kiến thức, cố gắng tiêu hóa những thứ mới học được, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện. Ngẩng đầu lên, hắn chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Lục Trạm, nụ cười bỗng nhiên cứng đờ. Tuy không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng sư phụ dùng ánh mắt này nhìn hắn, nhất định là hắn đã làm sai chuyện rồi. Còn đi đây, hắn sợ bị đánh đôi, ôm đầu bỏ chạy, chuồn mất dạng. Hửng, Niên Niên còn chưa kịp hoàn hồn, bóng dáng chú Husky nhỏ đã biến mất không thấy tăm hơi. Trong hang động chỉ còn lại hai người bọn họ, lại trở về thế giới của hai người. Tay Lục Trạm đã được bôi thuốc, bó bột, hơi khó chịu. Ngươi nghỉ ngơi đi, để ta làm. Niên Niên ngăn cản động tác nhóm lửa nấu cơm của hắn, đứt gân gãy xương trăm ngày. Trước khi tay lành lại, ngươi cứ ngoan ngoãn đừng động đậy. Bình thường đều là A Trạm chăm sóc nàng, bây giờ tình huống đặc biệt, nàng đương nhiên cũng có thể chăm sóc A Trạm. Bọn họ có đồ ăn, có nước uống, có lương thực dự trữ, cũng có bộ lạc nuôi dưỡng, thực ra không cần Lục Trạm đích thân đi săn. Việc nấu nướng nhỏ nhặt này, Niên Niên có thể hoàn thành xuất sắc. Tay nghề của nàng luôn tốt, dù mấy chục năm sống ở thời đại tinh tế ít khi tự mình làm, cũng không hề mai một. Còn về việc giặt giũ, dọn dẹp, nàng cũng rất giỏi, ba chân bốn cẳng, đã dọn dẹp hang động gọn gàng ngăn nắp. Chỉ duy nhất gặp khó khăn trong việc tắm rửa. Lục Trạm là giống được yêu sạch sẽ nhất trong bộ lạc, không ai sánh bằng. Trước khi gặp Niên Niên, hắn đã rất ưa sạch sẽ, sau khi có bạn đời, lại càng chú trọng vệ sinh cá nhân. Mỗi ngày đều tắm rửa,
âm thầm trưng diện bản thân, lúc nào cũng muốn quyến rũ Niên Niên, lấy lòng nàng. Nếu vì người mình yêu mà làm đẹp, đến giống đực cũng vậy, tâm lý đều giống nhau, không có gì khác biệt. Nhưng bây giờ một tay bị thương, Niên Niên không cho hắn động đậy, cũng không cho hắn tùy tiện dính nước, tắm rửa có chút khó khăn. Hắn không muốn bẩn thỉu khiến nàng chán ghét, đứng ở cửa hang động, nhìn xa xăm về phía bờ sông, rơi vào trầm tư. Niên Niên ngồi trên giường, chống cằm nhìn sắc mặt hắn, đáy mắt hiện lên ý cười. Lúc chạng vạng, mùi thơm của thịt nướng tẩm đủ loại gia vị lan tỏa trong không khí, bay ra khỏi hang động. A Lam đứng bên ngoài, suýt chút nữa không nhịn được chảy nước miếng, ghẹo cổ gọi, sư mẫu, nước con đã gánh về rồi. Hắn đang mơ tưởng sư mẫu có thể dịu dàng thưởng cho hắn vài miếng thịt, thì thấy bóng dáng cao lớn của sư phụ xuất hiện trước mắt, khí chất xung quanh không hề liên quan gì đến hai chữ dịu dàng. Nước, Lục Trạm nhìn xuống chân hắn, hai cái vỏ đất nung đựng đầy nước, lắc lư, mặt nước gợn sóng. Là ta nhờ A Lam giúp đỡ lấy chút nước, chưa đợi A Lam trả lời, Niên Niên đã tiếp lời, bưng một đĩa thịt nướng xuất hiện, đưa cho A Lam, ăn đi, đây là quà cảm ơn. Nàng quay sang Lục Trạm, nhớn mày, không phải ngươi muốn tắm sao? Ta giúp ngươi. Một câu ngắn ngủi, khiến người ta vô hạn tưởng. Rõ ràng không phải lời nói tán tỉnh gì, nhưng bầu không khí bỗng nhiên trở nên muội. Lục Trạm xấu hổ cúi đầu, vành tai đỏ bừng. Niên Niên bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng có chút căng thẳng. Lão phu lão thê bao nhiêu năm, nàng cũng chưa từng giúp bạn đời tắm rửa, đây là lần đầu tiên phá lệ. Lời còn chưa dứt, Niên Niên đã đưa tay che miệng hắn. Không cần nói chi tiết hơn nữa, dừng lại. Nàng đã nhớ ra lúc nãy Lục Trạm hình như thật sự đứng im bất động một lúc lâu, sau đó liền thay đổi tiết tấu. Chỉ là lúc ấy nàng không còn sức lực suy nghĩ, không tìm hiểu kỹ đã xảy ra chuyện gì. Thì ra là ký ức của hắn đã khôi phục. Lục Trạm quan sát biểu cảm của Niên Niên, đưa tay ôm eo nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, nàng có phải thích hắn hơn không? Ai? Niên Niên sửng sốt, ngơ ngác chớp chớp mắt, hiểu ra ý của hắn, không dám tin, ngươi còn ghen với chính mình. Tuy A Trạm sau khi mất trí nhớ và hắn khi chưa mất trí nhớ có chút khác biệt về tính cách, nhưng về bản chất bọn họ là cùng một người, đều là linh hồn của hắn. Hắn chính là ngươi, ngươi chính là hắn, ta thích hắn chính là thích ngươi, vì thích ngươi, nên mới thích hắn. Niên Niên cúi xuống nhìn Lục Trạm, hiểu chưa? Ánh mắt chạm nhau, Lục Trạm ngoan ngoãn gật đầu, hiểu rồi, Niên Niên thích ta. Nhưng mà, nàng chủ động với hắn hơn, hắn cụp mắt, giọng nói như có chút buồn bã không giấu được. Điều này quả thật là sự thật, đúng là có chuyện này. Niên Niên không thể chối cãi, nhìn bộ dạng đáng thương của bạn đời, không nhịn được mềm lòng. Đó là vì ngươi khi mất trí nhớ cái gì cũng không hiểu, rất ngây ngô, ta cảm thấy rất đáng yêu. Tên gia hỏa lúc nào cũng lắm trò đột nhiên trở nên rụt rè, khó tránh khỏi khiến nàng cảm thấy mới mẻ. Lại một lần nữa, nàng cảm thấy mình càng nói càng sai, quyết định từ bỏ việc tiếp tục giải thích, cúi xuống hôn lên trán Lục Trạm, dùng hành động chứng minh tình cảm của mình không hề khác biệt. Dù là hắn khi mất trí nhớ hay là hắn bây giờ, nàng đều có thể rất chủ động. Trong mắt xám xanh của Lục Trạm lóe lên tia vui vẻ đắc ý. Hắn lấy lui làm tiến, lắc đầu từ chối, không cần miễn cưỡng, nàng không phải đã rất mệt rồi sao, nghỉ ngơi đi. Không miễn cưỡng, Niên Niên quả nhiên mắc câu, thuận theo lời hắn phủ nhận, cũng được, thực ra cũng không mệt lắm. Trong nhà có 9 con mãnh thú lúc nào cũng chờ được cho ăn, con nào con ấy đều không biết. Mệt hơn thế này nhiều, nàng bây giờ đương nhiên còn sức, chỉ là đang dựa vào việc có thể biến thành thỏ nhỏ mà làm nũng thôi. Lục Trạm nở nụ cười dịu dàng, được. Đây chính là do Niên Niên tự nói. Hắn nắm chặt eo thon mềm dẻo của Niên Niên, chỉ xoa nhẹ liên tục, không chịu buông tay, giam nàng trong lòng. Hoàn toàn ngăn chặn khả năng nàng biến thành thỏ nhỏ, Niên Niên chậm chạp mãi mới phát hiện ra mình bị lừa. Đáng tiếc đã quá muộn. Lục Trạm không định dễ dàng tha cho nàng, còn đang tính toán với nàng những chuyện khác. Tại sao nàng lại thích con mèo tam thể kia như vậy? Nó rất đáng yêu, ta không thấy vậy. Hắn nói giọng dịu dàng, nhưng lực tay lại mạnh mẽ. Nàng có phải thích động vật họ mèo hơn không? Trong nhà cũng toàn là mèo lớn, hoàng đế bệ hạ có thể biến thành mèo con, thậm chí thỉnh thoảng còn được cưng chiều gấp đôi. Lục Trạm vốn đã đối đầu với Tần Không Linh, lại còn ghét lây sang tất cả động vật họ mèo, bất kể mèo lớn hay mèo nhỏ, giống cái hay giống đực. Niên Niên sắp bị mùi giấm chua nhấn chìm, bất lực lắc đầu, chó, chó cũng đáng yêu, ta thích chó. Còn sói, thật sự quá thích cắn người, lại còn hay lừa người. Thất đản tâm cơ như vậy, hoàn toàn là do di truyền từ cha nó. Lục Trạm động tác khựng lại, cúi xuống cắn nhẹ tai nàng, gâu gâu gâu. Niên Niên vừa tức vừa buồn cười, giơ chân đá hắn, thừa dịp hắn không chú ý, cuối cùng cũng nắm được một cơ hội, trong nháy mắt biến thành thỏ nhỏ, chạy trốn thật xa. Lần này, nàng nhất quyết sẽ không biến lại hình người nữa.
nàng tuyệt đối sẽ không bị lừa nữa. Lục Trạm mặt dày mày dặn bám theo, ôm con thỏ nhỏ vào lòng. Được rồi, ta không trêu chọc nàng nữa, cứ ôm nàng như vậy thôi. Niên Niên lúc ở hình người tuy được hắn nuôi không đến nỗi gầy, nhưng cũng không béo, vóc dáng cân đối hoàn mỹ. Biến thành hình thú, nàng lại trông chân ngắn cùn, mũm mĩm, bộ lông xù xì sáng bóng, giống như một quả cầu lông tròn trịa. Cũng rất hoàn hảo. Lục Trạm không kìm nén được sự yêu thích, sờ tới sờ lui, sờ mãi không ngừng. Mãi đến khi Niên Niên không nhịn được duỗi chân đá hắn, hắn mới hơi kiềm chế lại một chút. Cứ sờ như vậy nữa, dù không mang thai, cũng sẽ bị sờ đến mức mang thai giả. Thỏ có đặc điểm này, thú nhân tộc thỏ giống cái cũng có khả năng này. Lỡ như mang thai giả sẽ rất phiền phức, dù bọn họ sắp rời khỏi đây, cũng không thể quá phóng túng. Thử thách của ta đã vượt qua rồi, đúng không? Lục Trạm nói đến chuyện chính, nhắc đến vấn đề quan tâm nhất, không khỏi lộ ra chút căng thẳng. Thỏ con an ủi vỗ vỗ ngực hắn, đúng vậy, không sai. Thiên đạo dường như đang chờ đợi sự thừa nhận của nàng, theo lời nàng vừa dứt, ánh sáng mờ ảo hiện lên từ ngực Lục Trạm. Cảm nhận được cảm giác huyền diệu khi linh hồn gắn kết với nhau, Lục Trạm chấn động tâm thần, vẻ mặt kích động không giấu được hiện lên trong mắt. Hắn thật sự có thể ở bên Niên Niên mãi mãi rồi. Linh hồn rời khỏi, hình ảnh trước mắt biến đổi dữ dội. Trong nháy mắt, Niên Niên đã trở lại ngôi nhà quen thuộc, đối diện với nhiều ánh mắt lo lắng quan tâm. Nàng cong mắt, mỉm cười với các bạn đời, ta đã trở lại. Trong mắt các giống đực, Niên Niên từ đầu đến cuối không hề biến mất, chỉ là cùng với Lục Trạm, như bị linh hồn xuất khiếu mà đờ người ra nửa phút. Nhưng nửa phút này cũng đủ khiến bọn họ dày vò, dài như cả năm. Mọi chuyện thuận lợi chứ, Tần Không Linh đã sớm chiếm được vị trí thuận lợi, dựa vào việc ở gần Niên Niên nhất, nắm lấy tay nàng trước. Hắn biết rõ, trong nửa phút ngắn ngủi này, Niên Niên có lẽ lại trải qua mấy năm ở thế giới khác, nên cố gắng thể hiện sự tồn tại trước mặt nàng, sợ nàng quên hắn, tình cảm với hắn nhạt phai. Hoàng đế bệ hạ biến thành chú mèo con mà Niên Niên yêu thích nhất, meo meo vẫy đuôi, cọ cọ vào chân nàng làm nũng. Quả nhiên vẫn là mèo nhà mình đáng yêu nhất. Niên Niên bị thích đến hai mắt sáng rực, ôm lấy cục kẹo bông trắng mềm, hôn lên má nó, thuận lợi. Ta còn quen biết một con mèo tam thể, meo, giọng nũng nịu đột nhiên chuyển hướng. Chú mèo con trong lòng xù lông, Niên Niên bừng tỉnh, vội vàng ngậm miệng. Lâu rồi không gặp Tần Không Linh, nàng vậy mà nhất thời quên mất đây là bình giấm chua to nhất trong nhà, bề ngoài ôn nhu đại độ đoan trang, nhưng thực chất là người nhỏ nhen nhất, không ai sánh bằng. Mèo tam thể nào, Tần Không Linh không chịu buông tha, nhất định phải hỏi cho ra rõ ràng. Thấy Niên Niên ấp úng, hắn liền nhìn sang Lục Trạm. Hắn không nói với ta con mèo tam thể kia là giống cái, Tần Không Linh lập tức tố cáo, bất mãn lên án. Hắn nói nàng rất thích con mèo đó, luôn ôm nó, làm đồ chơi cho nó, còn cho nó ăn. Những điều này cũng không sai. Niên Niên bất lực xoa trán, không biết làm sao với con sói tuyết xảo quyệt kia. Hắn không hề nói dối, đều là sự thật, chỉ là cố tình giấu đi thông tin quan trọng, gây khó chịu cho tình địch. Tần Không Linh ôm chặt tiểu giống cái yêu quý, dựa vào việc mình bị ủy khuất, đòi nàng hôn, Lục Trạm còn nói với ta, con mèo tam thể kia còn rất trẻ. Thú nhân có tuổi thọ trung bình 500 tuổi, hắn bây giờ cũng đang là thời kỳ trẻ trung, dù là dung mạo hay thể chất đều đang ở trạng thái đỉnh cao, dù thế nào cũng không dính dáng gì đến chữ già. Nhưng so với rau non mơn mởn mười mấy tuổi, hoàng đế bệ hạ vẫn nảy sinh cảm giác khủng hoảng tuổi tác mãnh liệt. Lúc gặp nàng, ta đã sắp 30 tuổi rồi, hắn cảm thấy tiếc nuối, ta xuất hiện quá muộn, không thể để nàng nhìn thấy ta lúc mười mấy tuổi. Ai nói, Niên Niên vuốt tóc hắn, thái tử điện hạ mười mấy tuổi đã để lại rất nhiều video hình ảnh, ta đều đã xem qua. Mỗi lần xuất hiện ở nơi công cộng hay là ghi chép lưu lại trong hoàng thất, nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đến lượt ngươi và ta tiếp nhận thử thách, có khi ta còn có thể tận mắt nhìn thấy ngươi lúc mười mấy tuổi đấy, Niên Niên dỗ dành bạn đời đang buồn bã, vẽ bánh nướng cho hắn. Tần Không Linh quả nhiên phấn chấn trở lại, trong mắt xanh lam tràn đầy ánh sáng mong đợi, thật sao? Thật, Niên Niên hơi chột dạ gật đầu. Thực ra nàng cũng không chắc chắn, chỉ có thể nói là có khả năng này, tình hình cụ thể thế nào đều do thiên đạo quyết định. Nàng đưa tay ôm cổ Tần Không Linh, cả người treo trên người hắn, để hắn ôm lấy mình, ta no rồi. Về phòng ngủ với ta, một năm không gặp, nàng rất nhớ các bạn đời ở nhà. Tiểu Bạch Miêu bị Lục Trạm lừa, còn ở ngoài cửa sổ đợi nàng cả ngày, thật sự đáng thương, nên dỗ dành cho tốt. Nhận được lời mời, mắt Tần Không Linh sáng lên, lập tức quên hết chuyện khủng hoảng tuổi tác và tự trách bản thân, tâm trạng trở nên vô cùng vui vẻ. Vừa ăn no, không thích hợp vận động mạnh. Dưới danh nghĩa tốt cho sức khỏe, hắn xấu xa cố tình làm mọi thứ chậm lại, thong thả ung dung. Cứ dây dưa mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, thấy Niên Niên không thể nhịn được nữa,
mới chịu cho nàng được toại nguyện. Ngoài cửa, mấy giống được dậy sớm, thính giác lại tốt, bị ép nghe lén, ăn bữa sáng mà chẳng biết mùi vị gì, cuối cùng cũng đợi được Tần Không Linh ra ngoài. Ngươi đã làm gì? Tông Thủ Uyên quan sát vẻ mặt thỏa mãn của kẻ thù, không nhịn được tặc lưỡi. Niên Niên khóc thật đáng thương. Không có gì, Tần Không Linh không muốn chia sẻ chuyện riêng tư với tình địch, chỉnh lại cổ tay áo, vẻ mặt rạng rỡ. Thấy hắn đắc ý như vậy, các giống đực đều có chút không ngồi yên được. Nếu hắn không nói cho bọn họ biết, vậy bọn họ sẽ trực tiếp đi hỏi Niên Niên. Một câu hỏi bị mấy người hỏi đi hỏi lại nhiều lần, Niên Niên lại khóc thêm mấy lần. Đó vốn không phải là câu hỏi nghiêm túc gì, các bạn đời hỏi nàng, rõ ràng là có ý khác, đáp án là gì không quan trọng. Quan trọng là, bọn họ muốn nàng đối xử công bằng. Ở chỗ Tần Không Linh khóc thành bộ dạng gì, thì ở chỗ bọn họ cũng phải khóc như vậy. Mấy ngày liền không được yên ổn, Niên Niên thật sự có chút chịu không nổi. Miễn cưỡng chiều lòng mỗi bạn đời một lần, nàng liền nóng lòng bắt đầu thử thách mới, muốn đến thế giới khác lánh nạn. Cảm giác không gian biến đổi quen thuộc ập đến. Khác với hai lần trước, lần này, Niên Niên lại cảm thấy đầu óc choáng váng, không mở mắt ra được, ý thức nhanh chóng trở nên mơ hồ, như chìm vào giấc ngủ. Một đoạn ký ức xa lạ hiện lên trong đầu dưới dạng giấc mơ. Niên Niên tỉnh rồi, cô ấy tỉnh rồi. Mau đi bẩm báo phu nhân. Căn phòng âm u sơ sài, giường cứng đến mức đau xương. Niên Niên từ từ tỉnh lại, mở mí mắt nặng trĩu, cảm thấy cả người chưa bao giờ mệt mỏi như vậy. Ngay cả khi ở trái đất bị suy dinh dưỡng, nàng cũng không yếu ớt như bây giờ, đúng là một con bệnh. Điều này cũng không lạ. Thế giới lần này đang ở thời kỳ phong kiến cổ đại. Nàng là một tiểu khuê nữ nhà quan mẹ mất sớm, cha nàng nhanh chóng tục huyền, mẹ kế vào cửa, lại sinh thêm hai cô con gái, địa vị của nàng trở nên khó xử, cả nhà đều đối xử tệ bạc với nàng. Nói đơn giản, chính là nhận kịch bản lọ lem. Ăn mặc đều bị hà khắc, lại thường xuyên bị chèn ép tinh thần, cơ thể có thể khỏe mới là lạ. Vừa gắng gượng ngồi dậy, một phụ nữ mặc hoa phục xinh đẹp đã xuất hiện ở cửa, dường như có chút chán ghét môi trường ở đây, do dự một lúc, không bước vào, đứng từ xa lạnh lùng nhìn nàng, tỉnh rồi. Niên Niên nheo mắt, nhận ra thân phận của bà ta, là mẹ kế của nàng, họ Khương. Hừ, Khương thị cười lạnh, rơi xuống nước một lần, vậy mà càng trở nên ngu ngốc hơn, ngay cả chào hỏi mẹ cũng không biết. Không biết là thật ngốc hay giả ngốc, dù sao giả ngốc cũng vô dụng. Cha ngươi đã quyết định, nhận sinh lễ mà Trấn Quốc công phủ đưa tới, giao bát tự của ngươi cho bọn họ. Bà ta nhìn xuống Niên Niên, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, hôn sự này đã định, ngươi đừng làm loạn nữa. Niên Niên im lặng. Cha nàng chỉ là quan ngũ phẩm trong triều, kết thân với Trấn Quốc công phủ, là trèo cao. Hôn sự này là do ông nội nàng lúc còn sống đã ước hẹn với lão Trấn Quốc công. Lão Trấn Quốc công nhân nghĩa, nhớ ơn tình cũ, dù gia thế đã chênh lệch rất nhiều, cũng không định hủy hôn. Hôn sự tốt như vậy, vốn không đến lượt nàng, hai đứa em gái kia vẫn luôn tranh giành kịch liệt. Nhưng nửa tháng trước, con trai độc nhất của Trấn Quốc công bị thương ở chân trên chiến trường, mời hết danh y cũng vô dụng, hoàn toàn trở thành kẻ què. Cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương nặng nề, nghe nói tính tình cũng thay đổi. Đương nhiên, hôn sự này liền rơi vào đầu nàng. Theo bối cảnh mà thiên đạo đưa ra, nguyên nhân nàng vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê chính là vì không thể chấp nhận việc gả cho một tên què tính tình hung bạo, tuyệt vọng nên đã nhảy sông tự tử. Cảm giác nhập vai quá mạnh, Niên Niên cảm thấy buồn bực, rất khó chịu. Nàng quả thật đã từng trải qua chuyện bị ép hôn, lần đó nàng đã trốn thoát thành công, nhưng lần này rõ ràng không dễ dàng như vậy. Tông gia cả nhà Trung Liệt là trọng thần của Hoàng thượng, có thể gả vào tông gia là vinh hạnh của ngươi. Khương thị vẫn lải nhải không ngừng, liên tục kích thích thần kinh yếu ớt của nàng. Tông gia, Niên Niên đột nhiên sửng sốt, công tử của Trấn Quốc công phủ, tên là gì? Chị cả đâu phải là không muốn khai mặt, rõ ràng là không muốn lấy chồng. Đáng tiếc chị cả tuổi tác ngày càng lớn, nhà cũng không thể giữ chị lại mãi. Nếu kéo dài thêm 2 năm nữa, trở thành gái ế, e là càng khó xử lý hơn. Dù Tông tiểu tướng quân bị thương ở chân, tính tình có chút nóng nảy, nhưng với chị cả cũng coi như là một người chồng tốt, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với mấy tên nhà quê. Hai người ngươi một lời ta một câu, cười cười nói nói, cố tình lái câu chuyện sang chuyện què chân và tính tình nóng nảy. Vừa liếc nhìn biểu cảm của Niên Niên, muốn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và rơi nước mắt của nàng. Ngày đại hôn, cô dâu khóc lóc sướt mướt, thật sự không ra thể thống gì, mẹ nhìn thấy nhất định sẽ mắng nàng, nhà chồng nhìn thấy cũng sẽ chán ghét. Vị hôn phu mới của nàng vốn đã chịu không nổi kích thích, thấy nàng bộ dạng xúi quẩy như vậy, chắc chắn sẽ nổi giận, động tay động chân cũng không chừng. Hai người trong lòng tính toán xấu xa, nhưng phản ứng của Niên Niên lại không đáng thương như bọn họ tưởng tượng. Nàng không hề lộ ra vẻ lo lắng, cũng không rơi nước mắt, chỉ ngồi ngay ngắn ở đó, quay đầu lại,
nhìn chằm chằm vào bọn họ, như thể nhìn thấu tất cả. Mái tóc dài thường ngày không có người hầu hạ nên hơi rối bời được búi cao thành búi tóc, đen nhánh như mực, đầy đầu châu báu lấp lánh cố định từng sợi tóc, để lộ gương mặt xinh đẹp như tiên nữ. Hai chị em kinh ngạc nín thở, ngây người một lúc, âm thầm nghiến răng, siết chặt khăn tay. Lý do bọn họ luôn bắt nạt Niên Niên, một là muốn tìm niềm vui, hai là do ghen tị. Niên Niên ngày thường không trang điểm đã giống như một đóa sen trắng, rõ ràng nhu nhược không có chút khí chất nào, nhưng chỉ nhờ một gương mặt đã đủ khiến bọn họ lu mờ, bọn họ đương nhiên căm hận nàng. Bây giờ, nàng trang điểm lộng lẫy, càng đẹp đến mức kinh tâm động phách, khí chất xung quanh dường như cũng thay đổi. Vẻ nhu nhược biến mất không còn một mống, đôi mắt kia trong sáng, sắc bén và sâu thẳm, khiến bọn họ có chút không dám nhìn thẳng. Giằng co hồi lâu, nhị cô nương Ninh Diệu Lan cắn răng, chịu đựng áp lực tiếp tục nói, chị cả đừng sợ khai mặt, chỉ hơi đau một chút thôi, chịu đựng một chút là qua, sau này còn nhiều lúc đau hơn thế nữa. Nghe nói Tông tiểu tướng quân bây giờ hỉ nộ vô thường, người hầu trong phủ thay hết người này đến người khác, đánh mắng trách phạt là chuyện cơm bữa, chỉ cần sơ sẩy một chút, mất mạng cũng không có chỗ kêu oan. Một người đàn ông đáng sợ như vậy, ai dám làm người đầu gối tay ấp của hắn? Cho dù có cẩn thận từng ly từng tí, cũng không tránh khỏi sơ suất, một khi chọc giận hắn, chắc chắn sẽ bị đánh. Cơ thể yếu ớt của chị cả, phải đến nơi hổ lang như vậy, thật khiến muội muội lo lắng. Tam cô nương Niên Diệu Trúc giả vờ rơi nước mắt, nhưng nụ cười trên khóe miệng không thể nào che giấu được. Đó là một vị tướng quân cao hơn 8 thước, 12-13 tuổi đã ra chiến trường giết địch, chân hắn tuy khỏe, nhưng sức lực chưa chắc đã bị ảnh hưởng. Một người ốm yếu như Niên Niên, chịu không nổi mấy trận đánh, e là sẽ mất mạng. Những lời này, ngươi dám nói cho cha mẹ nghe không? Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, hai chị em đồng loạt rùng mình, không dám tin nhìn về phía Niên Niên. Hổ lang, Niên Niên cong môi cười, giọng nói rất nhẹ, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, Tông gia đời đời dũng mãnh trung thành. Là Trấn Quốc Công do tiên đế sắc phong, Tông tiểu tướng quân đánh bại quân Nhung Di, không may bị thương trên chiến trường, thánh thượng đích thân khen thưởng. Các ngươi thật to gan, dám gọi Trấn Quốc Công phủ là ổ sói. Nói như vậy, Trấn Quốc Công và Tông tiểu tướng quân trong mắt các ngươi chẳng khác nào sói dữ sao? Tuy sói xám của nàng quả thật là sói, nhưng là một con sói ngoan ngoãn, không cho phép người khác bôi nhọ. Những lời này của các ngươi, nếu ta nói lại cho Tông gia. Đừng, lời còn chưa dứt, hai chị em đã vội vàng cắt ngang, đều hoảng sợ. Bọn họ không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như vậy. Niên Niên nàng sao dám? Rõ ràng nàng bị bắt nạt chỉ biết khóc lóc, ngay cả mách cha cũng không dám, sao đột nhiên lại can đảm như vậy? Chẳng lẽ là do rơi xuống nước bị thương ở đầu, nên hóa điên rồi? Lời này chỉ là nói chuyện riêng tư giữa chị em chúng ta, sao có thể nói với người ngoài? Niên Diệu Lan cố gắng nở nụ cười giả tạo, chúng ta cũng là lo lắng cho chị cả. Dù sao chị cũng gả vào Tông gia, vẫn nên để lại ấn tượng tốt cho nhà chồng. Nếu lấy những lời này ra tố cáo, bọn họ sẽ gặp xui xẻo, nhưng Niên Niên dù sao cũng có huyết thống với bọn họ, cũng đừng hòng sống yên ổn, cũng sẽ phải chịu thiệt hại cùng bọn họ. Cho dù Niên Niên hận bọn họ, cũng không đến mức điên cuồng muốn cùng bọn họ chết chung chứ. Hai chị em lo lắng bất an, Niên Niên không hề nao núng, mỉm cười, ta đã gả vào Tông gia, trở thành con dâu Tông gia, đương nhiên là mọi việc đều phải lấy chồng làm trọng. Bất kể ai nói gì, chỉ cần liên quan đến chồng, ta sẽ không giấu giếm hay bịa chuyện. Hơn nữa, tướng công không phải là người như các ngươi nói, hắn phẩm hạnh tốt đẹp, không phải là người hung bạo. Ta và hắn là vợ chồng, hắn nhất định sẽ yêu thương ta, tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không giận lây sang ta. Nhìn Niên Niên tự tin và bình tĩnh, hai chị em nhìn nhau, há hốc mồm, không nói nên lời. Điên rồi. Niên Niên nàng thật sự điên rồi. Xem ra nàng không thể chấp nhận được việc mình phải gả cho sói dữ, bị hoang tưởng, vậy mà lại tưởng tượng ra một người chồng hoàn hảo chung thủy, còn nghe lời nàng răm rắp. Ha, ha, Niên Diệu Trúc cười gượng hai tiếng, chị cứ chờ xem. Bây giờ cứng miệng thì có ích gì, đợi nàng bị đánh, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn. Tranh cãi với kẻ điên không tìm thấy niềm vui gì, không chỉ đấm vào bông, mà còn có thể rước họa vào thân, bị kẻ điên kéo chết chung. Hai chị em không dám nán lại lâu hơn, bực bội bỏ đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm. Xem mấy ngày nữa nàng ta có khóc lóc chạy về đây kể khổ không. Với tính cách của nàng ta, bị đánh cũng không dám chạy. Lúc về nhà mẹ đẻ thì hãy xem kịch vui, biết đâu nàng ta mặt mũi bầm dập trở về, trên mặt còn in dấu tay, vụt, hi hi. Sau một hồi náo loạn, thời gian có chút gấp rút, bà mối thấy Niên Niên đầu óc không bình thường, không dám tranh cãi với nàng nữa, tự giác lui sang một bên. Không khai mặt thì không khai mặt, nếu bị chồng ghét bỏ thì đừng có khóc là được, dù sao cũng là do nàng ta tự chọn. Con sói xám ngốc nghếch này, dù đã ở bên nhau bao nhiêu năm,
chỉ cần căng thẳng trước mặt nàng là lại nói năng lộn xộn. Niên Niên cố gắng nhịn cười, nheo mắt, đánh giá người đàn ông trước mặt từ đầu đến chân. Gương mặt thật non nớt, sống mũi hắn cao thẳng, ngũ quan tuấn tú, tuy rằng trên chiến trường dãi nắng dầm mưa, nhưng khí chất đặc trưng của thiếu niên và vẻ non nớt trong mắt không thể che giấu được. Niên Niên chỉ từ những lời nói chuyện phiếm vụn vặt của người khác mà đoán được Tông Thủ Uyên có lẽ còn rất trẻ, nhưng không ngờ hắn lại trẻ như vậy. Trông chỉ mới mười mấy tuổi, có lẽ chưa đến tuổi trưởng thành, nên mới chỉ có tên, chưa có tự. So sánh như vậy, ngược lại là nàng lớn tuổi hơn một chút, đã 20 tuổi, chủ mẫu trong nhà chưa từng sắp xếp chuyện hôn sự cho nàng, cha nàng cũng không quan tâm nàng có trở thành gái ế hay không. Nếu lần này không thể đến được với Tông Thủ Uyên, nàng chỉ có thể hạ giá lấy chồng, cũng không chọn được người chồng tốt nào. Trong thế giới bất công với nữ nhân này, người chồng chính là đại diện cho vận mệnh nửa đời sau của một người phụ nữ. Để mặc nàng ở nhà đến tuổi này, đủ thấy mẹ kế của nàng không hề có chút thiện ý nào. Niên Niên suy nghĩ miên man, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người trước mặt thêm một lúc. Lúc hoàn hồn, thiếu niên đã bị nàng nhìn đến mức sắp bốc cháy, mặt nóng đến mức có thể rán trứng. Nàng không nhịn được bật cười, hai tay giơ ngang, xoay một vòng tại chỗ. Hôm nay là ngày đại hôn của chàng, ta ăn mặc như thế này, chàng đoán xem ta là ai? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Tông Thủ Uyên cắn răng, thầm trách mình. Hắn không phải kẻ ngốc, nhìn thấy bộ hỷ phục đỏ chói mắt kia, đương nhiên lập tức hiểu ra thân phận của người đến, nhưng miệng lại không nghe lời hắn, tự ý hỏi một câu ngu ngốc. Ta, hình như, không, gọi nàng, vào, vừa mở miệng, lại lắp bắp. Lời nói lạnh lùng trở nên rời rạc, Tông Thủ Uyên lúng túng không thôi, mặt càng đỏ hơn, gần như có thể sánh ngang với bộ hỷ phục trên người Niên Niên. Ồ, là không gọi ta, Niên Niên ra vẻ bừng tỉnh kéo dài giọng. Ta còn tưởng vợ chồng son phải ở chung một phòng chứ. Vậy bây giờ ta đi, vừa nói, nàng vừa làm bộ quay người. Không, được, giọng nói phía sau rõ ràng sốt ruột, nàng, đứng lại, lại đây. Sốt ruột, hắn vỗ một cái vào bàn thấp cạnh giường, theo bản năng muốn chống tay đứng dậy, nhưng lại bị hành động của mình làm giật mình, vội vàng ngồi xuống lại. Tông Thủ Uyên sững sờ, hắn không biết mình đang nghĩ gì. Từ lúc nhìn thấy tân nương, đầu óc dường như không còn do hắn điều khiển nữa, khiến hắn hết lần này đến lần khác làm những chuyện không lý trí, nói những lời kỳ quặc. Trong lồng ngực như có con thỏ đang chạy loạn, dù là lần đầu tiên đại thắng trên chiến trường, hắn cũng chưa từng hưng phấn như vậy. Trêu chọc bạn đời một chút, Niên Niên chậm rãi dừng bước, ân cần đóng cửa lại, xoay người đi vòng qua mảnh vỡ trên mặt đất, từng bước tiến về phía giường, đứng yên cách đó không xa. Tông Thủ Uyên lo lắng nhìn chằm chằm vào chân nàng, mãi đến khi nàng bước qua hết những mảnh sứ vỡ, mới lén thở phào nhẹ nhõm. Sau này sẽ không đập cốc nữa. Không phải vì lý do gì khác, mà là vì đập cốc xong còn phải gọi người đến dọn dẹp, rất phiền phức. Nhất định là vậy, hắn nhất định là vì vậy mới hối hận. Tông Thủ Uyên cố gắng thuyết phục bản thân, bình tĩnh lại. Nàng, đứng, ó, làm gì? Hắn cụp mắt, không nhìn Niên Niên, giọng nói cứng nhắc. Lại đây, thay quần áo, cho ta. Không khí im lặng một lúc. Thấy Niên Niên đứng đó hồi lâu không nhúc nhích, giọng hắn càng lạnh hơn, cau mày. Như thể không kiên nhẫn, không biết, hầu hạ, người. Niên, ra, không, dạy, nàng, quy củ. Dạy quy củ gì? Đạo làm vợ, làm thế nào để khép nép hầu hạ chồng? Niên Niên nắm chặt tay, nhận ra con sói xám ngốc nghếch này đang giả vờ mạnh mẽ, tạm thời kìm nén lại ham muốn đánh người. Đúng vậy, Niên gia không dạy ta cái gì cả, vừa nói, nàng vừa tự ý ngồi sát vào giống đực. Vai kề vai, chân chạm chân, cơ thể tiếp xúc với nhau, nàng cảm nhận rõ ràng cơ thể cường tráng kia run lên, như thể nín thở. May mà chàng đã đặc biệt phái một bà vú đến dạy ta quy củ, nhưng ta hơi chậm hiểu, nhất thời không học được. Nàng hơi nghiêng đầu, hơi thở phả vào tai giống đực, càng khiến hắn run rẩy vì kích động. Bà vú nào? Tông Thủ Uyên chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tất cả các giác quan đều tập trung vào sự kích thích mà Niên Niên mang lại, mất đi khả năng suy nghĩ. Hắn không phái bà vú nào cả, chắc là do cha an bài. Quy củ gì đó? Hắn cũng không hiểu lắm, không học được thì thôi. Hơn nữa bây giờ ta rất mệt, không có sức hầu hạ chàng, Niên Niên càng thẳng thắn hơn, tựa đầu vào vai bạn đời. Lắc lư vài cái, cảm nhận được không, đồ trang sức trên đầu rất nặng, ta cứ đeo chúng, cổ sắp gãy rồi. Tất cả đều tại chàng, nàng cuối cùng cũng tìm được nơi chút giận, hung hăng nắm lấy cánh tay Tông Thủ Uyên, từ giờ dần ta đã bị gọi dậy trang điểm. Cơm cũng chưa ăn được miếng nào, vất vả lắm mới đến được chỗ chàng. Lại bị chàng bỏ mặc ở phòng ngoài, bỏ mặc lâu như vậy. Chàng sờ xem, nàng nắm lấy tay hắn, đặt lên bụng đói meo của mình, nó đang kêu gào kìa, đói quá.
không một tiểu thư khuê các nào lại không giữ hình tượng mà than đói như vậy. Tông Thủ Uyên không thể nghĩ nhiều như vậy, cũng không nảy sinh chút ý nghĩ chán ghét nào, trong đầu chỉ toàn là cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay, tim đập dữ dội đến mức sắp ngất xỉu. Xin lỗi, gọi người, mang, đồ ăn, cho nàng. Hắn như bị điện giật mà rụt tay lại, ánh mắt đảo khắp nơi, nhìn thấy trên bàn có một đĩa bánh chẻo. Hình như là người hầu vừa mới mang tới, lập tức như vớ được cọc cứu mạng, chỉ cho Niên Niên xem, nàng trước, ăn, cái đó, lót dạ. Niên Niên thật sự quá đói, không nghĩ nhiều. Nàng đưa tay sờ sờ, phát hiện đĩa còn hơi ấm, chưa nguội hẳn, liền bưng cả đĩa lên, gắp một cái bỏ thẳng vào miệng. Vừa cắn một miếng, biểu cảm của nàng đột nhiên thay đổi, lập tức nhổ ra, sống sao. Vừa nói ra, nàng liền bừng tỉnh nhận ra chuyện gì đang xảy ra, kinh ngạc nhìn về phía Tông Thủ Uyên. Dù vụng về và chậm chạp, nhưng Tông Thủ Uyên cũng chỉ chậm hơn Niên Niên 2 giây đã hiểu ra, nhắm chặt hai mắt, như thể toàn thân máu đều dồn lên mặt, cả người đỏ bừng. Không, không phải, đều tại đám người hầu tự ý làm bậy. Kết hôn với Niên gia, hắn có mục đích khác, căn bản không định chạm vào người phụ nữ gả vào đây. Càng không thể sai người mang một đĩa bánh chẻo sống sượng đến, lừa nàng nói là lời chúc tốt lành cho việc sinh con. Chuyện u long như vậy, vốn cũng không phải là chuyện gì lớn. Nhưng bị người phụ nữ trước mặt dùng ánh mắt trêu chọc đánh giá từ trên xuống dưới, Tông Thủ Uyên lại cảm thấy xấu hổ chưa từng có. Như thể ham muốn thầm kín trong lòng bị phơi bày ra ánh sáng, lại còn bị phơi bày trước mặt chính chủ mà hắn thầm thương trộm nhớ. A Long, bảo nhà bếp mang thức ăn nóng đến đây, hắn quát lớn, muốn che giấu sự xấu hổ. Chỉ cần đối tượng nói chuyện không phải là Niên Niên, tật nói lắp của hắn liền tự khỏi. Bên ngoài cửa sổ lập tức có người đáp lại. Hiện tại là buổi chiều, cơm trưa đã ăn rồi, còn chưa đến giờ cơm tối, người nhà bếp đang rảnh rỗi, đột nhiên nhận được mệnh lệnh, đều có chút hoang mang. Công tử chưa bao giờ gọi bọn họ mang cơm đến vào giờ này, hôm nay là sao? Chẳng lẽ là vì vị phu nhân mới cưới? Đi đi đi, sao có thể chứ? Nghe nói phu nhân bị an bài ở phòng ngoài, công tử không thèm liếc nhìn một cái. Người trong phủ đều biết, công tử hình như trời sinh không biết yêu đương, xưa nay không hiểu phong tình, sau khi bị thương ở chân, càng không cho phép bất kỳ ai đến gần. Cho dù vị phu nhân mới cưới này đẹp như tiên nữ trên trời, cũng không tránh khỏi bị lạnh nhạt. Sao công tử lại vì nàng mà đặc biệt gọi người mang cơm đến vào giờ này chứ? Chắc là cơm chưa không hợp khẩu vị, công tử chưa no. Đây chính là chuyện lớn liên quan đến mạng sống. Người nhà bếp lập tức im miệng không dám nói chuyện phiếm nữa, tất cả đều bận rộn, muốn chuộc lỗi, từng món ăn mới được chế biến liên tục được đưa ra sân. Theo quy củ mới do công tử đặt ra gần đây, phải gõ cửa 3 tiếng, người ở bên ngoài phải nói rõ thân phận và lý do đến, được cho phép mới được vào. Người hầu bưng thức ăn lo lắng giơ tay gõ nhẹ lên cửa. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, run rẩy nói, tiểu nhân đến đưa cơm. Lời còn chưa dứt, cửa két một tiếng bị đẩy ra từ bên trong, kèm theo một giọng nữ dịu dàng, đến rồi. Người hầu vốn không dám ngẩng đầu, sợ nhìn thấy chân bị thương của chủ tử, đụng phải xui xẻo. Nhưng nghe thấy giọng nói ngoài dự đoán, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nín thở, đứng ngây người ra đó, tiên nữ, phụ. Trong phòng lập tức truyền đến tiếng ho khan, nghe rất cố ý. Phu nhân, người hầu bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nữa, tiểu nhân tham kiến phu nhân. Đưa cho ta đi, vất vả rồi, Niên Niên trực tiếp nhận lấy đĩa thức ăn từ tay hắn, cũng không nói nhiều với hắn, ngươi có thể đi rồi. Cửa vừa đóng lại, trong phòng lại trở về thế giới của hai người. Tông Thủ Uyên không nói gì nữa, nhưng khí thế xung quanh rõ ràng đã dịu đi, hình như rất hài lòng. Chàng có ăn không? Niên Niên đặt đĩa thức ăn lên bàn, không quên hỏi hắn một câu. Chỉ có một bộ bát đũa. Tông Thủ Uyên len lén ngẩng đầu, liếc thấy Niên Niên gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, ít hầu không nhịn được lăn lăn hai cái. Đám người hầu kia làm việc kiểu gì vậy? Bát thì thôi, chẳng lẽ muốn bọn họ dùng chung một đôi đũa hay sao? Thôi, không ăn, bây giờ không phải giờ ăn chính. Hắn không có thói quen ăn cơm vào lúc này. Nhưng buổi trưa ăn không ngon miệng, hắn chỉ ăn được vài miếng. Bây giờ ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, hình như thật sự hơi đói. Miễn cưỡng dùng chung đũa với nàng, cũng không phải là không được. Nàng đến, hầu hạ, do dự hồi lâu, Tông Thủ Uyên không nhịn được lên tiếng. Động tác gắp thức ăn của Niên Niên dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, như thể đang nhìn một sinh vật lạ chưa từng gặp. Ở bên nhau nhiều năm như vậy, nàng thật sự chưa từng hầu hạ bạn đời nào ăn cơm. Ngược lại là bọn họ từng người một vây quanh nàng tranh nhau, sợ bị tình địch so sánh. Nàng đã sớm quen với cuộc sống như vậy, bây giờ lại hết lần này đến lần khác nghe thấy yêu cầu như vậy từ miệng Tông Thủ Uyên, thật sự có cảm giác đảo ngược trời đất. Ánh mắt chạm nhau, im lặng một lúc, ánh mắt giống được trẻ tuổi run rẩy,
bị nhìn đến mức đỏ bừng mặt, nhưng vẫn cố gắng ngẩng cao đầu, cảm thấy mình rất cứng rắn, ngốc nghếch. Niên Niên cười khẽ, rời mắt, vậy chàng chờ chút. Đợi nàng ăn no, rồi cân nhắc đút cho hắn hai miếng. Bên nhà bếp, người mang cơm trở về mang theo tin tức chấn động, gây ra một trận xôn xao, tất cả mọi người đều bàn tán sôi nổi. Cái gì? Ngươi nhìn thấy phu nhân rồi. Đừng có lừa bọn ta. Phu nhân không phải ở phòng ngoài sao? Sao lại ở trong phòng công tử? Thật đấy, không lừa các ngươi đâu. Người mang cơm liên tục xua tay, vội vàng giải thích. Phu nhân xinh đẹp như tiên nữ, giọng nói cũng dịu dàng. Nàng tự mình mở cửa cho ta, còn trực tiếp nhận lấy đĩa thức ăn từ tay ta. Những lời này nghe không giống sự thật chút nào. Bịa đặt cũng không thể bịa ra nội dung hoang đường như vậy. Ngược lại giống như người này đột nhiên bị hoang tưởng. Nhưng sau đó lại có mấy người lần lượt đi đưa cơm, lúc trở về đều mang vẻ mặt ngây ngất, lời nói cũng không khác gì người đầu tiên. Một người như vậy, có thể là hoang tưởng, ba năm người đều như vậy, vậy thì chắc là thật. Niên Niên ngồi bên bàn, đối diện với mười mấy món ăn không trùng lặp, hưng phấn xoa tay, không hề biết tin tức liên quan đến mình đã lan truyền khắp phủ như thể mọc chân. Quốc công phủ tuy là gia đình võ tướng, nhưng cũng là nhà quyền quý, ăn uống rất chú trọng, nguyên liệu đều tươi ngon, tay nghề của đầu bếp cũng vượt xa các quán rượu nhà hàng bên ngoài. Niên Niên nếm thử vài miếng, thấy hương vị rất ngon, không khỏi tăng tốc độ ăn, cắm cúi ăn cơm. Tông Thủ Uyên đợi hồi lâu, vẫn không thấy nàng đến đút cho hắn, nhìn chằm chằm vào nàng, không nhịn được lên tiếng mỉa mai, Niên gia, không, cho nàng, ăn cơm. Tuy hắn không hiểu lắm về phụ nữ, nhưng cũng từng nghe người ta nói cử chỉ của phụ nữ đều rất đoan trang, ăn cơm chậm rãi, ăn cũng ít. Nhưng vị phu nhân của hắn vừa không đoan trang, dáng vẻ ăn uống còn rất hung dữ. Nhìn gương mặt xinh đẹp phồng lên vì thức ăn, hắn nhất thời không nghĩ ra từ ngữ hình dung nào phù hợp, chỉ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, tay cũng ngứa ngáy, nhìn nàng không rời mắt được. Bụp, Niên Niên đột nhiên bỏ bát đũa xuống. Tông Thủ Uyên theo bản năng ngậm miệng, thấy Niên Niên đứng dậy, càng thêm hoảng hốt, nàng, không ăn nữa. Giận rồi, vì câu nói vừa rồi của hắn. Niên Niên lấy khăn tay ra, chậm rãi lau miệng, hài lòng gật đầu, ta no rồi. Mười mấy món ăn, nàng chỉ ăn sơ sơ, bày biện ở đó, như thể chưa động đũa. Ánh mắt Tông Thủ Uyên nhìn về phía bàn, quan sát một lượt, cau mày. Ăn thật sự rất ít. Chẳng trách lại gầy như vậy, ngoại trừ bụng mềm mềm, lúc áp sát vào hắn, hắn đều có thể cảm nhận được xương sườn gầy guộc của nàng. Ăn thêm, một chút, hắn chỉ vào đĩa tôm mà Niên Niên chưa động đến một miếng nào. Nàng, không, thích ăn, cái này. Cái gì? Niên Niên nhìn theo hướng hắn chỉ, lắc đầu, không muốn ăn. Quá phiền phức. Những con tôm này trông rất ngon, con nào con nấy đều to, màu sắc tươi sống, nhưng bóc vỏ sẽ làm bẩn tay, còn phải gọi người mang nước đến rửa, rất phiền phức. Cân nhắc một hồi, nàng chọn không ăn. Tông Thủ Uyên không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, nhất thời im lặng. Gia đình như bọn họ, lúc ăn cơm Eason Lick phải có người hầu hạ bên cạnh, không cần tự mình động tay. Nhưng hắn không thích có người nhìn chằm chằm, từ trước đến nay đều tự mình làm. Hắn do dự một chút, gọi người đến. A Long. Nghe thấy tiếng gọi, A Long lặng lẽ bước vào, cúi đầu, chờ đợi phân phó. Niên Niên hứng thú đánh giá hắn. Gương mặt trẻ trung, vóc dáng không cao không thấp, gầy gò, trông có vẻ bình thường, nhưng dường như có chút võ công. Chẳng lẽ đây chính là thuộc hạ tâm phúc trong truyền thuyết, ám vệ thân cận. Ngươi lại đây, Tông Thủ Uyên vốn định bảo A Long bóc vỏ tôm, bỗng nhiên chú ý đến ánh mắt của Niên Niên, nhíu mày, ho khan hai tiếng, ụ, ụ, không biết xấu hổ. Rõ ràng là vợ của hắn, vậy mà lại nhìn chằm chằm đàn ông khác, thật không ra thể thống gì. Niên Niên thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn sang, phát hiện con sói xám ngốc nghếch này đang nổi giận đùng đùng. Tông tiểu tướng quân tính tình nóng nảy, giận một chút, nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngươi đi lấy chậu nước đến đây, hắn đổi ý, phân phó A Long, lấy thêm cho ta một cái khăn. Tuy A Long không hiểu lý do, nhưng vẫn làm theo, nhanh như một cơn gió rời đi, rồi nhanh chóng trở về. Hắn cung kính bưng chậu nước, trơ mắt nhìn chủ tử cẩn thận rửa sạch tay trong chậu đồng, dùng khăn lau khô, sau đó kéo một đĩa tôm trên bàn đến trước mặt, bắt đầu bóc vỏ tôm. Chủ tử, để ta làm. A Long giật mình, hoảng hốt. Hắn còn ở đây, sao có thể để chủ tử tự mình làm chứ? Không cần, ta tự làm. Tông Thủ Uyên cảnh giác liếc hắn một cái, đưa tay che đĩa tôm, ngươi lùi xuống đi. Vừa rồi là hắn nhất thời nghĩ sai, suy nghĩ chưa chu toàn. Nếu là vợ của hắn, đương nhiên chỉ có thể ăn tôm do hắn tự tay bóc vỏ, sao có thể để nam nhân khác bóc tôm cho nàng ăn chứ? Nhìn động tác thành thạo của Tông Thủ Uyên, A Long há miệng, còn muốn nói gì đó, nhưng lại không dám cãi lệnh chủ tử. Hắn bất lực nhìn về phía Niên Niên,
hy vọng nàng nhận lấy việc này. Nhưng Niên Niên lại chống cằm nhìn Tông Thủ Uyên, rất chăm chú, không hề nhìn hắn. Ngược lại, Tông Thủ Uyên lại nhạy bén nhận ra ánh mắt của hắn, ánh mắt sắc bén như dao, lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt chạm nhau, A Long hiểu ý chủ tử. Hắn im lặng ngậm miệng, làm theo lời chủ tử, nhẹ nhàng lui ra ngoài, đóng cửa lại. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại tiếng bóc vỏ tôm cạch cạch khe khẽ. Cả đĩa tôm, Tông Thủ Uyên mang theo tức giận, mặt lạnh tanh, bóc hết vỏ, phần thịt tôm căng mọng xếp ngay ngắn trong đĩa, còn đang bốc khói. Ăn đi, hắn đẩy đĩa tôm cho Niên Niên, giọng điệu cũng cứng nhắc. Đây là bóc cho ta sao? Niên Niên không nhịn được muốn trêu chọc hắn, nhưng ta no rồi. Nhìn gương mặt tuấn tú trước mặt rõ ràng ỉu xìu, nàng liền đổi giọng, nhưng tâm ý của phu quân, ta sao có thể không nhận chứ? Vừa nói, nàng vừa gắp một con tôm bỏ vào miệng. Sắc mặt giống được trẻ tuổi lập tức thay đổi từ u ám sang tươi sáng, mọi cảm xúc đều thể hiện trên mặt, không hề nhận ra mình vừa bị trêu chọc. Tiếng gọi phu quân kia khiến hắn có chút xấu hổ, hắn cúi đầu tiêu hóa một lúc, mới ngẩng đầu nhìn Niên Niên, thấy nàng vẫn đang ăn, liền vội vàng nói, nàng, no rồi, thì, đừng, miễn cưỡng. Ăn quá no cũng sẽ làm hại cơ thể. Hắn từng thấy nạn dân trong nạn đói, đột nhiên được cứu tế, không kìm nén được ham muốn đối với thức ăn, ăn đến chết. Hắn bóc vỏ tôm cho phu nhân, là muốn nàng ăn thêm một chút, nhưng mọi việc đều có giới hạn, làm quá cũng không tốt, hắn không ép nàng phải ăn hết. Niên Niên lại ăn thêm một con, rồi bỏ đũa xuống. Tôm này quả thật tươi ngon, thịt chắc, vị ngọt. Thêm vào đó nàng vừa trêu chọc xong chú cún ngốc nên tâm trạng tốt, ăn ngon miệng hơn, nên mới ăn thêm mấy con. Còn lại thì sao? Nàng thở dài, đây đều là do chàng vất vả bóc vỏ, không ăn thì lãng phí. Ta ăn, chú soi xám ngốc nghếch dễ dàng mắc câu, lầm bầm nói, đưa tay lấy đũa. Bị Niên Niên dắt mũi, hắn hoàn toàn quên mất lời nói ban nãy là muốn Niên Niên hầu hạ hắn ăn cơm, cũng không để ý đến việc mình đang ăn đồ thừa của nàng. Từ sau khi bị thương, dạ dày vốn đã kém nay lại dường như đột nhiên khôi phục như xưa, chẳng mấy chốc đã ăn sạch gần hết thức ăn. A Long đợi bên ngoài hồi lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gọi lần nữa. Hắn bưng nước và khăn mới vào hầu hạ chủ tử rửa tay, đặt chậu đồng xuống, lại tự giác đi dọn dẹp bát đĩa, liếc mắt nhìn thấy những chiếc đĩa trống không, kinh ngạc trợn to hai mắt. Đây, đây, đây là chủ tử ăn sao? Từ sau khi bị thương, chủ tử đã rất lâu rồi không ăn nhiều như vậy. Ngây người một lúc lâu, A Long không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn Niên Niên với ánh mắt sùng bái và biết ơn. Nhất định là phu nhân ân cần hầu hạ, mới khiến chủ tử khôi phục khẩu vị. A Long, Tông Thủ Uyên nghiêm mặt, lui xuống. Nghe thấy tiếng gọi, A Long lập tức hoàn hồn, nhận ra mình thất lễ, vội vàng cúi đầu, nhanh chóng dọn dẹp xong mọi thứ, vội vàng lui ra ngoài. Thái độ của chủ tử đối với phu nhân thật sự rất khác thường. Tối nay là đêm động phòng hoa trúc, phu nhân dường như không có ý định rời khỏi phòng, chủ tử cũng không đuổi người. A Long suy nghĩ một chút, lặng lẽ rời khỏi góc mà mình thường ở, trốn ra xa một chút, tránh nghe thấy những âm thanh không nên nghe. Trong phòng, bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Niên Niên bê một chiếc gương đồng đến, ngồi trước gương cố gắng gỡ bỏ những món trang sức nặng nề trên đầu, giải cứu cái cổ đáng thương của mình. Hai cánh tay nàng không có sức, giơ lên một lúc đã mỏi nhừ, nhưng trang sức mới chỉ gỡ được chưa đến một nửa, động tác không khỏi trở nên thô bạo, vô ý kéo tóc, khẽ rít lên một tiếng. Mau giúp ta, nàng dùng khuỷu tay huých vào ngực bạn đời. Nàng, Tông Thủ Uyên đang ngây người nhìn nàng, bất ngờ bị huých, mặt vừa hết đỏ, lập tức lại đỏ bừng, đưa tay che ngực, như thiếu nữ nhà lành bị sàm sỡ. Hắn há miệng, muốn chế giễu một câu thật ngốc, ngay cả trang sức cũng không biết gỡ, do dự một chút, lại im lặng. Nha hoàn, thân cận, của nàng đâu, những thứ này, lẽ ra phải có người hầu hạ, cho dù hắn không sắp xếp người cho nàng, thì nàng cũng phải mang theo nha hoàn và vú em đến chứ. Vừa hỏi, hắn cũng không rảnh rỗi, đưa tay lên mái tóc đen nhánh, nhẹ nhàng gỡ bỏ trang sức, động tác vụng về lại lộ ra sự cẩn thận. Cảm giác khi chạm vào tóc không được suôn mượt, có chút khô ráp, như là thiếu dinh dưỡng, không được chăm sóc tốt, sờ vào không dễ chịu. Tóc của nàng cũng giống như con người nàng, hoàn toàn không có dấu vết của cuộc sống sung túc, khí huyết của nàng không đủ. Dù son môi và má đều được trang điểm, cũng không thể che giấu được vẻ nhợt nhạt, giống như một cành hoa yếu ớt, có thể gãy bất cứ lúc nào. Rất kỳ lạ, Tông Thủ Uyên lại không hề có chút chán ghét nào, chỉ cảm thấy bực bội, còn có chút cảm xúc khó tả. Hắn còn chưa hiểu thế nào là đau lòng, chỉ có thể quy kết tất cả những cảm xúc này là tức giận. Niên gia rốt cuộc là sao? Cho dù gia thế không bằng quốc công phủ, cũng không đến nỗi nghèo đến mức này chứ. Sao lại nuôi con gái thành bộ dạng đáng thương như vậy? Ta không có nha hoàn thân cận, Niên Niên phối hợp ngẩng đầu, thuận thế dựa vào lòng hắn.
Ngoại trừ sau khi rơi xuống nước có hai người đến chăm sóc nàng, những năm qua, nàng đều sống một mình trong căn nhà nhỏ hẻo lánh đó. Nghe vậy, sắc mặt Tông Thủ Uyên càng thêm khó coi. Ngay cả người hầu hạ bên cạnh cũng không có, nàng thật sự là con gái ruột của Niên gia sao? Hắn không quan tâm lắm đến cuộc hôn nhân này, rất nhiều chuyện không rõ ràng, những suy đoán và dự tính ban đầu của hắn đều bị vị phu nhân này lật đổ. Người phụ nữ này hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn, nên sai người điều tra kỹ càng. Trong đầu suy nghĩ miên man, nhưng động tác trên tay lại không hề chậm trễ, khả năng học hỏi của Tông Thủ Uyên rất mạnh. Nhanh chóng nắm được bí quyết, thành thạo gỡ bỏ món trang sức cuối cùng, 10 ngón tay như lược, tự nhiên nhẹ nhàng chải tóc cho Niên Niên. Hắn tập trung vào việc này, nhất thời quên mất sự cảnh giác, quên mất nam nữ thụ thụ bất thân, quên mất bọn họ chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên. Mãi đến khi Niên Niên dựa vào lòng hắn bắt đầu cởi quần áo, hắn mới như bừng tỉnh, giật mình buông tay ra. Nàng đang làm gì? Cởi quần áo, Niên Niên thản nhiên nói. Không chỉ trang sức khiến nàng khó chịu, mà quần áo cũng vậy. Vội vàng cởi bỏ lớp váy ngoài rườm rà, bên trong còn mấy lớp phức tạp. Vải vóc thời cổ đại không hề nhẹ nhàng thoải mái như những loại vải thường dùng ở thời đại tinh tế. Mặc những thứ này, thật sự đứng ngồi không yên, nàng đã chịu đựng đủ rồi. Mặc nhiều đồ thật sự rất khó chịu, ta vậy mà đã mặc cả ngày, sắp chết mệt rồi, Niên Niên vừa lẩm bẩm phàn nàn. Vừa cởi hết lớp này đến lớp khác, cởi đến mức thoải mái, chỉ còn lại một lớp áo lót và quần lót, mới chịu dừng tay, thoải mái thở dài. Tông Thủ Uyên vừa xấu hổ vừa lúng túng, quay lưng lại không nhìn nàng, ánh mắt lảng tránh, không nói nên lời. Hoang đường, thật sự hoang đường. Người ta đều nói, phụ nữ nên e lệ, cô dâu nên thẹn thùng, nhưng ở đây, tình huống dường như hoàn toàn ngược lại. Tông Thủ Uyên đưa tay sờ lên tai nóng bừng của mình, thầm oán hận. Hắn không ngờ da mặt mình lại mỏng như vậy. Bị phụ nữ trêu chọc đến mức này, thật sự không ra thể thống gì, như thể khí thế của hắn bị nàng áp chế hoàn toàn, thua nàng vậy. Hắn hít sâu, lặp đi lặp lại mấy lần, cố gắng điều chỉnh suy nghĩ của mình, không suy nghĩ lung tung, nghĩ đến những chuyện nghiêm túc, cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, sắc đỏ trên mặt dần dần biến mất. Chưa kịp để hắn hoàn toàn nghiêm mặt lại, một bàn tay nhỏ nhắn bất ngờ không báo trước sờ lên vạt áo của hắn, kéo ra. Một giây phá công. Tông Thủ Uyên hít sâu một hơi, cả người run rẩy dữ dội, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Nàng, đang, làm, cái, gì? Chỉ cần một động tác của Niên Niên, hắn liền đổ hết công sức, không chỉ đỏ mặt tía tai, mà ngay cả hốc mắt cũng đỏ ửng vì kích động, trông thậm chí còn có thể dùng hai chữ đáng thương để hình dung. Hầu hạ chàng, Niên Niên tỏ vẻ vô tội, chẳng phải chàng bảo ta thay quần áo cho chàng sao. Nàng chớp chớp mắt nhìn giống đực đang giả vờ mạnh mẽ, trông vô cùng ngây thơ, nhưng tay lại không hề ngoan ngoãn. Kéo vạt áo ra, lại đi kéo thắt lưng, sờ lên yết hầu, lại sờ lên cơ ngực rắn chắc, tiếp tục xuống dưới. Chưa kịp chạm đến mục tiêu cuối cùng, bàn tay đang làm loạn đã bị nắm lấy. Tông Thủ Uyên thở hổn hển, cảm thấy vô cùng hối hận, thu hồi lời nói ban nãy, không cần, nàng, hầu hạ. Hắn đã không còn quan tâm đến việc mất mặt nữa, khép chặt hai chân, sợ Niên Niên phát hiện ra điểm bất thường. Nhưng ở bên nhau nhiều năm như vậy, đối phương đã quá quen thuộc, không có gì có thể giấu giếm được đôi mắt của Niên Niên. Nàng cúi đầu nhìn, cười trêu chọc. Nam sinh viên đại học 18 tuổi ngây thơ, quả nhiên rất dễ kích động, không chịu nổi một chút trêu chọc. Thật sự không cần sao, nàng nắm ngược lại bàn tay đang giữ chặt nàng, nhẹ nhàng áp sát vào người hắn. Vừa rồi nàng quả thật là cố ý trêu chọc hắn, ai bảo con sói xám ngốc nghếch cứng miệng lại còn bày ra vẻ mặt khó chịu cho nàng xem. Nhưng ý muốn thân mật với hắn không phải là giả, nàng thật sự muốn cùng hắn trải qua đêm dài đằng đẵng này. Chờ đợi 10 ngày mới được gặp bạn đời, nên làm chút gì đó để ăn mừng, bây giờ nàng đã ăn no, quần áo cũng vứt sang một bên, bầu không khí vừa vặn thích hợp. Vợ chồng hợp pháp, làm gì cũng được, trong 100 người đàn ông thì có 99 người không thể chống lại sự chủ động và nhiệt tình của phụ nữ. Cho dù không danh không phận, cũng sẽ nửa đẩy nửa đón nhận, huống chi là danh chính ngôn thuận, cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng Tông Thủ Uyên rõ ràng không nằm trong số 99 người đàn ông đó. Hắn kìm nén ham muốn đang cuồn cuộn trong lòng, rời mắt đi, yết hầu lăn lăn mấy cái, cố gắng từ chối, không, cần. Ta là vợ của chàng, Niên Niên nắm tay hắn, đặt lên bờ vai trần trụi của mình, dịu dàng nói, chàng có thể chạm vào ta. Hay là, chàng không thích ta? Không, Tông Thủ Uyên nói năng kiệm lời, nhưng lại nhanh chóng phủ nhận. Muốn hắn nói thêm mấy câu, hắn lại mím môi không chịu nói nữa, còn rút bàn tay đang đặt trên vai Niên Niên về. Thực ra hắn cũng không hiểu cảm giác của mình là gì. Hắn chỉ biết, hắn tuyệt đối không ghét nàng, lúc nói chuyện với nàng tim đập rất nhanh, không thể bình tĩnh lại. Nhìn nàng ăn cơm thì rất thỏa mãn,
phát hiện ánh mắt nàng nhìn người khác, liền trở nên căng thẳng và khó chịu. Từ khi hiểu chuyện, hắn đã ở trên lưng ngựa, trong đầu chỉ có luyện võ, bày binh bố trận, chưa từng xem qua thoại bản Phong Hoa Tuyết Nguyệt, cũng không kiên nhẫn nghe những vở kịch sướt mướt. Đến tuổi, cơ thể trưởng thành, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc thân mật với phụ nữ, huynh đệ tốt trong quân từng cười nhạo hắn tự giải quyết. Hắn cũng không để tâm, lâu dần, lời đồn đại truyền ra, nói hắn trời sinh không biết yêu đương, hắn vẫn luôn cảm thấy lời này nói đúng, hắn quả thật là như vậy. Cho đến hôm nay, tình cảm xa lạ mãnh liệt bùng nổ, khiến hắn choáng váng đầu óc. Niên gia rốt cuộc đã làm thế nào, vậy mà có thể đưa đến một người phụ nữ khiến hắn bận tâm đến vậy. Chẳng lẽ cảm giác này chính là tình yêu nam nữ? Nhưng bọn họ mới quen biết ngày đầu tiên, gặp mặt lần đầu tiên, sao có thể khẳng định được tâm ý quan trọng như vậy? Giọng nói trong đầu đang gào thét muốn chạm vào nàng, ôm nàng, tiến thêm một bước. Tông Thủ Uyên hít sâu một hơi, dịch sang một bên, gần như trốn vào góc tường, giống như đang úp mặt vào tường. Niên Niên cau mày, xoay người đánh giá hắn một lượt. Rõ ràng thích nàng, hơn nữa đã thành thân rồi, vậy mà lại không chạm vào nàng. Chuyện gì đang xảy ra?